Dạ rồi, hello, em xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ, an lành và gặp nhiều may mắn nha. Thì giới thiệu với cả nhà, hiện tại thì em đang đứng ở trước cổng của phố đi bộ Vĩnh Long cả nhà. Hiện tại là đây là con đường Lê Lai. Thì hôm nay em mời cả nhà cùng đi tham quan một vòng chợ Vĩnh Long, xem những ngày cận Tết ở chợ Vĩnh Long như thế nào cả nhà. Thì cũng không còn bao nhiêu ngày nữa là Tết đến rồi. Thôi bây giờ em mời cả nhà cùng theo chân gia đình em nha. Let's go. Đèn đỏ luôn. Đó, giờ mình sẽ chạy vòng ra ngoài cái bờ kè sông Tiền, mình xem hoa rồi mình vô chợ luôn nha cả nhà. Câu đâu? À, công nhận ha, cái nhà bồ câu người ta chơi sơn màu lên đẹp quá ha. Người ta làm vậy để cho bồ câu nó hít đó. Con đường này đậu xe hơi nhiều quá ha. Sáng ta đi cà phê thóc uống cà phê gì á, ta đậu á. Quán cà phê này lúc kỳ tới Tết là nó đông khủng luôn. Đường này ra ngã đây, tới đây là ngã ba ra đường Tô Hiền Huỳnh cả nhà. Mà chuyện đó đúng rồi, hôm nay nhiều hơn rồi đó. Có bông là có không khí Tết á, không có chợ bông này không bao giờ thấy nhộn nhịp luôn em. Wow, hôm nay đường xá xe quá đông luôn cả nhà ơi. Bữa nay người ta đem tắt. Có người gọi là cây hạnh, có người kêu là cây quý. Công nhận một cái cây mà nó nhiều tên quá ha. Nhưng mà Tết người ta không bao giờ kêu là tắt đâu. Dìu người không mẹ chú Tây ba lô nè. Dạ, người Việt không nổi không? Người Việt hả? Sao giống Tây ba lô quá vậy? Trời ơi, buổi sáng cà phê qua nắng với qua duyên rồi cả nhà. Qua nắng là đậu cặp nguyên cái đường này muốn bít hết trơn xe luôn, quá trời đông luôn. Tết tới rồi, Việt kiều người ta đổ về quê ăn Tết cũng nhiều nữa, đông ghê ha. Trời ơi, nắng thì nó không bầu chỗ ngồi luôn. Quá rồi. Vô chợ nha cả nhà. Đây vài chiếc chợ thì người ta bán trái cây quá trời luôn. Hiện tại em đang đi cái đường công viên sông Tiền đi xuống cả nhà, đi hẳn luôn xuống dưới là ra cầu lộ cả nhà, qua bên phường Tư đó. Wow, chợ trước kìa, phường trước quá trời đông luôn hả? Quá trời đông luôn. Quá trời đông rồi cả nhà ơi. Chợ Vĩnh Long vào những ngày cận Tết chắc chắn là ngày nào cũng đông như thế. Chị Hai hàng hả? Chị Hai đi lên. Trời ơi, đi lên đây là che xe phải cẩn thận. Xe ở sao tới rất là đông như lời ấy. Ôi, ngon quá vậy. Thì luôn cả nhà ơi, không khí Tết đã về. Nhộn nhịp quá cả nhà ơi. Anh ơi, chúc mày lại là mua xoài ăn nha anh. Ok. Không biết em nổi không rồi nha. Mua xoài chỗ nào em? Bãi chiếc xe bị bể rồi. Bãi bữa xe hôm nay bể luôn trời. Hết chỗ để luôn. Quá trời, đông quá trời đó. Nhưng bữa nay cuối tuần nữa. Ê, sư phụ bán vé số bá đạo kìa. Đâu? Dạ. Dữ quá. Nó chạy. Để giao lưu với sư phụ một chút coi. Ở ổng không à? Ổng đó, giao bộ giật giật vé số ổng thứ này cho nha. Sư phụ. Rẻ không? Con đi chợ. Sáng giờ bán được không sư phụ? Quay không? Cà phê sư phụ. Rồi.
ở đâu uống đâu đây? Tao mới đặt tao mới nhóc cho mày muốn theo. Vậy hả? Dù ở dù ở đâu giờ? Lại này thế gì? Dạ. Lại về trước đã. Quá rồi, quá trời đông rồi cả nhà ơi. Dạ. Về con trai. Đói ngon rồi. Dạ. À biết. Đâu giận quá ha. Dạ. Có bữa lắm rồi lại kiếm mày dặn lại cái chỗ bán con tiếu á. Dạ. Cái này ai mà làm cái này. Đâu ở đâu quán đâu quán nào đây. Alo. Quá trời đông luôn. Xe sư phụ mới gửi đâu ha? Xe sư phụ gửi đâu rồi? Ở đâu ta? Ở đâu quán cà phê đâu? Thì giờ ở đây hay hiếm à. Để sư phụ biết, sư phụ dẫn mình đi ơi. Cây đó nhiêu cây vậy? Dạ. Ở đâu sư phụ uống đâu sư phụ? Mua em. Dạ không có mua, cảm ơn. Chút dẫn ra quẹo qua gì đó. Dạ. Vậy sư phụ đi vòng đi, mình đi vòng rồi chú hẹn nhau đó. Chị hai, giờ sư phụ bán vòng mà con đi vòng với Long mua đồ cái rồi con lại đó uống pha. Ở đâu? Ở dưới đây xe sư phụ gửi đâu? Xe sao gửi ở chợ á. Vậy hả? Vậy hồi ra ngoài dưới ngoài đây nè, gần trường Ngô Văn Liệt có quán cà phê nè. Vậy ha. Dạ rồi ok sư phụ. Đi bằng 80. Đi. Giờ mình đi chợ một vòng cả nhà rồi cà phê với sư phụ sao. Ôi, quá nhộn nhịp. Mua cho chí nó bình tả không? Mua cho chí bình tả đi. Trả tiền đi em, chúng em về trả lại cho anh. Ok. Hôm qua có 10 ngàn em. Ở đây phải không? Bán con bịch tả Uridai size L. Uridai size L đi chú. Dán dán dán. Trời đông quá luôn, cũng đông quá nè. Vậy rồi, giờ mình đi tiếp cái nhà ơi. Quá nhộn nhịp rồi. Anh dâu của anh mà 1 gram là chưa được tới 100 gram nữa đúng không? 1 gram á hả? Đúng rồi. Dâu mà 10 ngàn 1 gram anh. Hả? 1 triệu 1 ký hả? Cái gì dữ vậy hả? Trái dâu hả? Mắc dữ vậy trời. 10 ngàn 1 gram. 100 gram là 100 ngàn. Ờ. Đâu dữ vậy? 10 gram là 100 ngàn rồi. Sao nó ghi kìa? 10 ngàn. Đúng chính xác. Thì nhà dài dài ngoài đây thì không nhộn nhịp bằng ở trong chợ ha. Đúng rồi, trong chợ là trung tâm rồi. À. Ôi nhìn nắng đông quá trời kìa. Ờ à, đúng rồi. Tình vàng cũng đông nữa em. Ghê trời. Cuối năm ta đi sắm vàng quá trời, đánh lương ra hay gì á. Ồ thì tiệm vàng nó văn minh để làm lại đẹp quá ha. Đây mình để quẹo qua đây coi mấy sạp này coi. Bây giờ người ta đang lọp bữa hổm mà mình chưa thấy người ta đóng cái hùng đúng không? Đó như vậy nè. Giờ người ta đóng rồi. Ờ. Thì tại không biết bán gì nữa. Tết là giờ xong luôn á. Đúng rồi. Đúng rồi. Cũng đang đẩy lẹ tiếng độ lắm á. Để người ta bán Tết nè. Ờ. Qua Tết rồi cái là ai đâu ấy thấy không? Tết rồi người ta đi mua trái cây về người ta cúng cái chân rồi á. Không biết phải cho trái cây không mà nghe. Ờ đúng rồi, cũng không biết nữa.
nghi nghi thôi, mình dự đoán vậy thôi. Nói chung là phố ẩm thực cũng chừng á. Ừ, cũng có khả năng ha. Khóm quá thì khóm luôn kìa em ơi. Đâu, đâu, đâu. Trước mặt mình kìa. Một xe lô khóm luôn. Đâu không khóm mắc lắm không? Giờ sao hả? Ủa ở đây người ta gọt cũng đẹp đó em. Trời ơi, cùi lại hấp dẫn ghê. Khóm này làm gì? Mứt khóm á ta. Mứt khóm cái gì á. Ủa dạo này nguyên cái khu này mới ra ta. Nguyên khu bán khóm này mới ra em ơi. Khu bán khóm mới ra hả? Chắc vậy quá. Qua khu bán bún cả nhà ơi. Ồ. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ mình sẽ vô cái khu phố ăn uống ẩm thực ở Vĩnh Long thử như thế nào ha. Đó. Hiệu hú sư phụ. Sư phụ nữa kìa. Trời ơi gặp có duyên, đúng là có duyên. Trời duyên. Lại gặp nhau nữa rồi, sư phụ ơi. Sư phụ gặp nhau nữa. Chết rồi, vậy sao qua cô qua trước đi cô. Dạ chạy đi mua đồ. Ôi cái này đang hết giờ ăn luôn em ơi. Không quá à. À bây giờ mình đi quay lại mua xài luôn đi ha. Rồi mua bình xăm bổ lượng chỗ bán khóm đó. Cái bánh khóm nãy phải không? Ừ. Ok. Nãy giờ quay clip đâu với anh nói đâu. Vậy hả? Sơn em được đất cho ha. Đúng rồi. Chị... Ba món nó rẻ hả ta? Không biết. Em thấy em nhớ thấy cái đồ lau trần nhà anh nói đó. Cái đó là 100.000 là 3 món hả? Dạ. Thấy cũng rẻ. Anh tưởng là 1 cây 3 món chứ. Ủa 1 cây 100.000 chứ. Trời ơi càng ngày càng đông. Mua xài chỗ nào ơi? Chỗ cũ quá phải không? Dạ. Xài cái cả nhà ơi. Ở đâu? Ở đây phải không? Xuống coi đi. Dạ rồi, bây giờ em mời cái nhà cùng đi tiếp nha. À, nói chung là bữa nay người ta về quê dọn nhịp luôn á em. Gần gần gỗ gỗ luôn á. Giờ đi mua xăm bổ lượng phải không? Tại chợ trái cây ở đây cũng có. Ờ. Chợ này chuyên bán xoài luôn á. Xoài, cam. Mà xoài hết quanh năm luôn á. Ê tắc kìa, em mua tắc không? Tắc hả? Thôi đi về chợ dưới mua đi ha. Sáng tao bán đồ ăn ở đây nhóc luôn nè. Thơm quá anh ơi. Đó giờ lâu quá không có quay được buổi sáng ở khu này. Cái nhà thấy không? Xe đậu cũng bít cho đường đi luôn á. Khói bốc nguồn ngút luôn. Nướng thịt, ở trong đây bún riêu. Nướng. Đó. Ở kế bên ngoài này là hủ tiếu. Cháo. Quá đông luôn. Kế bên đây là bún thịt nướng. Không biết
quá à. Mấy cây đó ngắn quá à. Ý nãy gặp anh nãy mua lợi quá. Trời ơi, đang kìa. Hủ tiếu. Hủ tiếu mì quảng. Đó thấy mì quảng đó, người ta để đó. Nói chung đủ các loại luôn, nuôi, bánh canh, tôm nữa. Ồ, ở đây khu này bán dừa ha. Khu này bán dừa đó, bán dừa nè. Đi có một vòng mà lạc mất anh bán cây đó bạn. Thôi chừng anh bán hết anh đi về luôn không chừng nữa. Ôi sao mối lượng cái đi, mình đi vòng mình kiếm anh nữa coi. Chỗ nào đâu? Chỗ bán khóm đầu 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 chỗ bán khóm luôn á. Chỗ bán khóm luôn không? Ren 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 ren. Gặp sư phụ rồi hết hồn luôn á. Ở đây gặp sư phụ nó chắc xỉu luôn à. Sầm bộ lượng cái nhà ơi. Rồi lại kiếm anh nãy coi. Cái gì ngon dữ ta. Dạo này đang quảng cáo vụ trái. Phòng trái chữa trái là trách nhiệm của mỗi người dân. Nguy hiểm chết người. Đây là chợ gao cả nhà ơi. Muốn ăn gì nữa không? Mua nữa. Chợ rau củ. Quá buồn. Ôi, đầy đủ hết trơn ta. Chợ Vĩnh Long mình như bán muốn đủ hết trơn, không hiếu gì ha. Chắc cái anh ấy còn kẹt trong khu này nè. Kìa kìa kìa, thấy anh rồi, thấy anh rồi. Kìa 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 kìa. Thấy rồi, thấy rồi. Quá rồi, ôi ôi, bãi bể dưới xe luôn rồi. Rồi hết luôn rồi, còn không? Còn. Cây này hả? Ủa anh. Một bộ của nó là 3 cây 100 ngàn hả? 100 ngàn, bộ 3 bóng. Lao kiến, lao tường, bóc mắn đồ. Đâu, coi thử được không? Xích tới đi. Mua em. Một cây một ha. Ba món đó, lau tường, lau kiếm, móc mắn độ nằm đây nè. Rồi. Cầm đi. Quá đông rồi. Ba món như một cái cây một à. Tưởng đâu ba cây. Gọi đi. Về mình như đó mình vệ sinh được rồi. Đó là vệ sinh nhà cửa đó. Đón Tết. Sừng. Sưng đá về. Dữ người ta. Sư phụ đón tiêu ta. Đi mà gặp sư phụ nó là có duyên dữ luôn á. Quá nhộn nhịp luôn. Ôi là ngon luôn hả? Hàng mới nhập đồ không á. Đồng mùa này còn mớ nữa ha. Dữ hả? Chạy quá còn muốn cự mình đó chứ. Nó cọ mình á. Mình đi thẳng rồi, bác đi lạng rồi, bác chịu mình. Tôi vô cự rồi, cô là hay rồi đó. Quá đông luôn cả nhà ơi.
Dạ, ngoài đây là hết chợ Vĩnh Long rồi đó cả nhà, nhưng mà vẫn còn nhộn nhịp người đi chợ với bán hàng. Đi dài ngoài đây. Ok. Dạ rồi, thì đến đây em cũng xin phép được tạm dừng clip. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết clip. Xin mến chào, hẹn gặp ở clip mới nhất nhé.